Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 30 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Phát hiện một lái xe dương tính, Mỹ Hào phong tỏa phòng khám Hưng Hà. Hiệu quả hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn vải. Một số hộ dân cố tình gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Tình trạng lừa đảo đòi nợ trên mạng xã hội. Tiêu hủy trên 1.500 sản phẩm hàng hóa vi phạm. Quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức triển khai các nội dung nhiệm vụ về phòng chống dịch được Quốc hội vừa quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đến nay cả nước chỉ còn một tỉnh chưa có dịch COVID-19, tổng số ghi nhận trên 130.000 ca mắc trong đợt dịch thứ tư, khoảng 23% bệnh nhân đã khỏi bệnh. Mô hình dịch bệnh hiện nay chủ yếu là tại hộ gia đình và khu dân cư theo 4 cấp. Tại ổ dịch lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh, theo nhận định thời gian tới có xu hướng đi ngang, sau đó giảm dần nhưng vẫn ở mức cao. Tại Hà Nội, tình hình đang được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ dịch bùng phát là rất cao. Tại Hưng Yên, tình hình dịch bệnh cơ bản cũng đang được kiểm soát tốt. Các ổ dịch lớn đã được ngăn chặn hiệu quả. Hưng Yên đang quyết liệt kiểm soát người về từ vùng dịch, nhất là người từ Hà Nội vào địa bàn để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng cuộc chiến chống dịch còn trường kỳ, ngay cả khi đã có vaccine ngừa. Do đó, cần có cách tiếp cận giải pháp mới. Nghị quyết mới của Chính phủ, cụ thể hóa nghị quyết số 30 của Quốc hội, vừa được quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất, sẽ tăng cường phân cấp phân quyền, chủ động linh hoạt áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn, kể cả những nội dung chưa được quy định trong luật. Sáng nay, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 khóa 6 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu chiến binh tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các âm mưu, chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trật tự an ninh tại địa phương, Hội đã duy trì được 479 tổ tự quản an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, 226 tổ an toàn giao thông, đồng thời trao tặng hơn 2.400 suất quà tới những hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị trong 6 tháng cuối năm, hội cần tiếp tục tập trung tuyên truyền phổ biến kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Thực hiện tốt chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục bám sát vào tình hình của cựu chiến binh, cựu quân nhân tại địa phương để chủ động xử lý và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép vừa phòng dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Khoảng 10 giờ sáng nay tại phòng khám đa khoa Hưng Hà trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, trong khi test nhanh COVID-19 đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 lần test. Ca nghi nhiễm là anh Lê Như Quy, 38 tuổi, quê ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, lái xe tải công ty Ánh Dương ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ. Ngày 23 tháng 7, lấy hàng ở quán gỏi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, sau đó di chuyển đến thành phố Hưng Yên đón anh Phạm Văn Hải, quê ở xã Nhật Quang, huyện Vũ Cừ. Cả hai đi vào thành phố Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 7, đi từ Đà Nẵng về thành phố Hưng Yên. Đến sáng nay, ngày 30 tháng 7, Phạm Văn Hải xuống chợ Đầu chờ taxi để về nhà do con ốm. Còn anh Quy lái xe đến phòng khám đa khoa Hưng Hà, Phú Nối để xét nghiệm nhanh. Tại đây, hai lần test đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 16:30, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu, thị xã Mỹ Hào xác định được 10 F1 là nhân viên khu vực lấy mẫu và 28 người đến test COVID, 24 F2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Nhân Hòa đã tạm dừng hoạt động và tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực phòng khám.
Là địa bàn giáp danh với thủ đô Hà Nội, nơi diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp, đặc biệt sau khi thôn 2 xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm có 5 trường hợp F0, huyện Văn Giang chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ những người về từ Hà Nội. Tính đến ngày 29 tháng 7, huyện Văn Giang đã rà soát được 413 trường hợp về từ vùng dịch, trong đó có 410 người về từ Hà Nội, 3 người về từ vùng dịch khác. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, huyện yêu cầu tất cả những trường hợp trở về từ vùng dịch đều phải khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Được biết hiện nay toàn huyện có 413 người đang thực hiện cách ly y tế, trong đó có 34 trường hợp cách ly tập trung và 379 người cách ly tại nhà, có 40 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ngoài các chốt kiểm soát đang hoạt động, huyện ra soát và lập thêm những chốt kiểm soát khác, kiên quyết bắt buộc 100% trường hợp về từ Hà Nội phải được kiểm soát và ngăn chặn. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hưng Yên chưa ghi nhận ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, nhưng nguy cơ tiềm ẩn là rất cao. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thành phố Hưng Yên hiện có 140 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên, chủ yếu là lĩnh vực dệt may, sản xuất nhựa, nông sản, thực phẩm. Ngoài siết chặt công tác quản lý, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc và thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế thường xuyên, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động phun khử khuẩn nơi làm việc và các phương tiện vận chuyển, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe và bố trí khu vực cách ly riêng cho người và phương tiện từ địa phương có dịch. Mặt khác, để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người lao động về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đã tuyên truyền cho người lao động bằng nhiều hình thức như dán áp phích, thông tin, tuyên truyền trên bản tin, phát tờ rơi, tuyên truyền bằng loa. Công ty đã có thành lập một cái trang Zalo riêng của công ty, đó là Zalo công đoàn. Các thông tin về dịch bệnh rồi đời sống văn hóa thì đã sẽ được đăng tải lên trên cái Zalo đấy, là tuyên truyền về cái phương pháp phòng tránh bệnh, khuyến khích các lao động là hạn chế đi ra ngoài tụ tập và giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối đối với khách hàng. Với mục tiêu bảo tồn nguồn gen nhãn vải, đảm bảo và phát triển bền vững ngành sản xuất nhãn vải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đầu tư hệ thống thủy lợi nhằm chủ động tưới tiêu cho một số vùng nhãn vải đặc sản của tỉnh. Trước đây, vùng nhãn xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, mỗi khi có mưa lớn, thường xuyên bị ngập úng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây. Nguyên nhân là do hệ thống thủy lợi ở đây đã xuống cấp. Vì vậy, từ năm 2019, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư dự án hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn vải xã Hồng Nam và xã Tam Đa, huyện Phù Cử. Trong đó, ở vùng nhãn xã Hồng Nam được đầu tư 6 tuyến kênh sông tiêu chính với tổng chiều dài trên 5,5 km, bảo đảm tưới tiêu chủ động cho 367 ha đất tự nhiên. Trong đó có 153 ha đất chuyên canh cây nhãn của xã. Rất là hiệu quả so với trước và nhân dân rất là phấn khởi và thực hiện tiêu thoát nước của cây nhãn chúng ta, mà nếu mà ngập thì nước là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu quả, cái kết quả, cái sản lượng của cây nhãn. Thoát nước của năm 2020 và năm nay thì nhìn chung là cây nào có quả thì nó không bị ảnh hưởng, bị ngập lụt và nó cũng không bị ảnh hưởng đến về chất lượng cũng như là dụng quả của các cây như các cái năm mấy năm về trước. Thế nên là năng suất là nó cũng rất là tốt. Vùng chuyên canh vải xã Tam Đa được đầu tư 16 tuyến kênh tưới chính với chiều dài 9,5 km. Hệ thống kênh tiêu nội đồng với chiều dài trên 3 km đảm bảo tưới cho 111 ha đất chuyên canh cây vải của xã. Vì vậy, đã góp phần cho xã mở rộng, nâng cao chất lượng mẫu mã, tăng hiệu quả chuyển đổi của xã Tam Đa. Một số diện tích còn lại là chúng tôi sẽ từ nay đến cuối năm 2021 là sẽ chuyển đổi 100% diện tích đầu tư cái hệ thống máng nước của xã, thì bà con rất phấn khởi. Trước kia là phải lấy thùng gánh hoặc máy bơm lên, nhưng bây giờ khi chậm bơm thông báo trên hệ thống là thành xã là hôm nay bơm nước, là bà con ra tự mở công van để tưới cho cây. Ngoài ra, tại dự án cải tạo nạo vét hệ thống công trình sau đấu đối chạm bơm La Tiến, góp phần bảo đảm dẫn tiêu nước cho trên 5.000 ha, cấp nguồn nước tưới cho 10 xã trên địa bàn. Những năm qua, thời tiết bất thường, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, việc đầu tư hạ tầng các công trình thủy lợi sẽ giúp các vùng chuyên canh chuyển đổi, giảm bớt thiệt hại do thiên tai, khó khăn, dịch bệnh, để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống.
Với dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải đưa vào khai thác sẽ góp phần mở rộng diện tích nhãn vải đặc sản của tỉnh và nâng cao chất lượng hàng hóa để tiêu thụ rộng trong và ngoài nước cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thưa quý vị, hiện trên địa bàn tỉnh còn tồn tại khá nhiều điểm tập kết buôn bán vật liệu xây dựng nằm cạnh các tuyến đường giao thông, thậm chí là sử dụng đất công vừa gây mất an toàn giao thông nhưng vẫn chưa bị xử lý. Các bãi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ lẻ này có ở khắp các tuyến đường giao thông trong tỉnh. Hầu hết các điểm này đều sử dụng đất hành lang giao thông, hành lang thủy lợi như điểm tập kết đường 379 và một số điểm trên địa bàn xã Ngọc Long, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, xã Long Hưng, Tân Tiến, huyện Văn Giang. Trên đường 200 qua huyện Ân Thi có cả chục bãi như thế. Điển hình như ở xã Hồ Tùng Mậu, xã Vân Du, xã Hoàng Hoa Thám, thị trấn Ân Thi. Điểm chung của các bãi này là đều không có giấy phép, vật liệu tập kết ở sát mép đường, cát đá rơi vãi gây bụi bẩn, xe chuyên chở ra vào luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các điểm này đều đã tồn tại từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nhưng không bị xử lý. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã phản ánh nhưng dường như chính quyền các địa phương không có động thái gì. Trong khi đó thì rất nhiều điểm đang sử dụng đất sai mục đích và nếu không kiên quyết rất dễ dẫn đến tình trạng san lấp ruộng canh tác làm bãi chứa vật liệu. Thực hiện chủ trương phát triển các khu cụm công nghiệp dịch vụ đấu giá đất, tạo nguồn lực làm các công trình phục vụ đời sống của nhân dân. Đa số người dân đều đồng thuận để giải phóng mặt bằng, song vẫn còn một số ít hộ dân cố tình không hiểu, gây khó khăn cho chủ đầu tư và đơn vị thi công, làm chậm tiến độ dự án. Khu công nghiệp Minh Quang nằm trên địa bàn 3 xã phường của thị xã Mỹ Hào. Đến nay các hộ dân ở đây đều cơ bản đồng ý và nhận giá bồi thường hỗ trợ kể cả di rời mồ mả để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Hiện chỉ còn 7 hộ ở tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức vẫn chưa đồng ý nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Chính quyền phường, tổ dân phố đã nhiều lần họp thuyết phục, song các hộ dân này vẫn cố tình không hiểu. Các hộ dân khác thì người ta đã lấy rồi. Người ta cũng phản đối yêu cầu là rất là vô lý của 7 hộ này. Lý do là cùng một thửa ruộng, cùng một khu vực cánh đồng mà bây giờ các hộ lấy hàng năm nay rồi gây khó khăn để cho khu công nghiệp chưa đúng tiến độ. Dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường DH72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động với diện tích thu hồi gần 1,8 hectare. Nhưng hơn một năm nay, chỉ có 17 trên 22 hộ nhận tiền hỗ trợ bồi thường, 5 hộ khác vẫn chưa nhận. Vì tiến độ công trình, đơn vị làm hạ tầng phải thuê gần 1.000 m2 của các hộ khác là một con đường vào để san lấp. Chúng tôi đi thi công thì đã bị vướng mắc 5 hộ dân, chưa nhận đền bù của ban giải phóng mặt bằng. Rất là khó khăn cho chúng tôi về giai đoạn làm mặt bằng, sẽ không thể thi công được các hạng mục tiếp theo của dự án. Có một số cái mà họ cũng cố tình ra họ nói là họ không hiểu, đơn giản họ nghĩ vậy thôi. Nhưng thực ra là chính sách chung của nhà nước thì ở đâu cũng vậy. Mét vuông của ruộng bồi thường bà con là như thế rồi, đúng không? Hoa màu là như vậy rồi. Còn hỗ trợ tất cả các thứ là hệ số đều như nhau cả. Đại diện Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tham mưu cho tỉnh để ban hành các quyết định liên quan đến bồi thường dự án công nghiệp dịch vụ Giãn Tân cho rằng, việc xây dựng khung giá bồi thường thu hồi đất nông nghiệp ở Hưng Yên không hề thấp hơn các tỉnh xung quanh. Khi nhà nước thu hồi đất thì mức bồi thường hỗ trợ về đất đối với các xã cao nhất tại huyện Văn Giang, Văn Lâm thì là khoảng 180 triệu đồng trên một sào và thấp nhất thì tại Phù Cừ là 108 triệu đồng trên một sào. Để so sánh với các tỉnh lân cận và các xã tiếp giáp của Hà Nội thì là 135.000 đồng trên một mét vuông đối với đất trồng cây hàng năm, thì Hưng Yên thì là 125.000 đồng trên một mét vuông. So với các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hà Nam thì giá đất nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên còn cao hơn. Tiến độ các dự án phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân liên quan có đất canh tác phải giải tỏa. Tuy nhiên cũng không vì một số người cố tình không hiểu các chính sách chung về hỗ trợ bồi thường mà làm cho dự án phải chậm triển khai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và mất đi các cơ hội của doanh nghiệp. Trong ngày 29 và 30 tháng 7, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu đợt 2 năm 2021 với chủ đề Những trái tim tình nguyện hè 2021.
Tại đợt hiến máu tình nguyện lần này, huyện Khoái Châu có trên 1.000 đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tham gia hiến máu, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, phân chia thời gian tập trung theo từng xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền có sự chuẩn bị chu đáo, nên việc tổ chức hiến máu diễn ra khá thuận lợi với kết quả thu được 949 đơn vị máu. Hoạt động này thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, vừa thể hiện sự nhiệt huyết, sẵn lòng sẻ chia đối với cộng đồng và cán bộ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân huyện Khoái Châu dành cho những bệnh nhân kém may mắn đang cần sự giúp đỡ. Không vay tiền ngân hàng cũng không nợ bất cứ cá nhân hay tổ chức tín dụng nào. Thế nhưng một ngày đẹp trời, bỗng dưng hình ảnh và thông tin riêng tư lại bị đưa lên mạng xã hội với nội dung bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, ép buộc phải trả một khoản nợ vô lý. Đây là tình trạng nhiều người dân đã gặp phải trong thời gian vừa qua. Bức xúc, khó chịu chính là tâm trạng của anh Lã Quang Thắng khi vợ chồng anh cùng 4 người khác bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội. Cả 6 người này đều bị gắn mác nằm trong đường dây lừa đảo, số tiền chỉ 4 triệu đồng. Trong khi đó, chị Dương Thị Phương Loan chỉ là bạn quen biết trên Facebook với vợ chồng anh Thắng cũng bị đối tượng xấu liệt vào danh sách đen này mà không hiểu lý do. Tôi còn nhận được những cái tin nhắn và cuộc gọi điện thoại mà nói là tôi phải chuyển tiền, nhưng mình chắc chắn là tất cả những đang là hình thức lừa đảo nên gọi là mình đề nghị mọi người cảnh giác. Bài đăng như thế này thì thứ nhất là tôi rất là bức xúc, bởi là về hoạt động cá nhân thì với những cái hình ảnh như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái danh dự cá nhân, đến bản thân, đến gia đình cũng như là đến công việc. Sự việc tương tự cũng xảy ra với chị Phương Oanh. Không chỉ đăng tải hình ảnh cá nhân với những thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự của chị bằng tài khoản Facebook ảo, những đối tượng này còn nhắn tin chửi bới, đe dọa và bắt chị phải trả số nợ 3 triệu đồng thay cho bạn mình. Đó là một cái việc vu khống rất là rõ ràng luôn ạ. Các khách hàng mình cũng bị vào trong khung hình đấy và cũng bị người ta lấy ảnh đấy để mà người ta bôi nhọ theo cùng mình luôn. Nếu như mà mình mà không cứng rắn nên mình chuyển tiền cho họ ấy, thì có nghĩa là mình đã vào đúng kế hoạch của họ rồi. Điều đáng nói, việc bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen đã xảy ra khá phổ biến thời gian vừa qua với hai kiểu khủng bố đòi nợ. Một là đăng thông tin bịa đặt gây sức ép để trả nợ cho người khác. Hai là các đối tượng lừa đảo có được số điện thoại và thông tin cá nhân gọi điện đe dọa bắt ép người dân phải trả nợ dù không vay. Bản thân em thì đã có 3 người bạn bị như thế rồi, em cũng giật mình. Xong em liên hệ với bạn em thì bạn em bảo không, tớ không nợ gì cả. Thì lúc đấy em mới biết là cái tình trạng đấy là lừa đảo. Những hình ảnh cá nhân của mình ấy mà bị đăng tải hoặc là bị những cái đối tượng gian lợi dụng, nên đến các cái văn phòng luật sư cũng như là các cái cơ quan có thẩm quyền như cơ quan công an để làm rõ, xác minh, tìm ra được đối tượng đó, và cũng không được đưa những cái hình ảnh của mình, những thông tin chính xác của mình để lên cái trên mạng xã hội để tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Cũng theo luật sư Bùi Đình Sơn, việc vô ý hay cố ý lan truyền đăng tin mà không rõ sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả có thể bị xử phạt hành chính đến 70 triệu đồng và cao nhất là 7 năm tù. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy trên 1.500 sản phẩm hàng hóa vi phạm không có giá trị sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 53 triệu đồng. Các loại hàng hóa vi phạm phải tiêu hủy gồm đồ chơi trẻ em, hóa mỹ phẩm, thực phẩm các loại, mũ bảo hiểm, thuốc lá điện tử, thực phẩm chức năng. Đây là những sản phẩm hàng hóa vi phạm các quy định về lưu thông hàng hóa trên thị trường như hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Số hàng hóa này bị các đội quản lý thị trường kiểm tra và tịch thu từ đầu năm đến nay, trong đó chủ yếu là hàng hóa vi phạm trong đợt kiểm tra cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Việc tiêu hủy được thực hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Ngày 29 tháng 7, Công an huyện Yên Mỹ nhận được tin báo của ông Vũ Văn Tiến, trưởng thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long về việc rạng sáng ngày 28 tháng 7, đình làng thôn Đại Hạnh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một cây mộc hương trị giá khoảng 60 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 30 tháng 7, Công an huyện Yên Mỹ đã xác định được 3 đối tượng gây ra vụ trộm. Đó là các đối tượng Phạm Thanh Phước, sinh năm 1991, Đỗ Xuân Thiêm, sinh năm 1980
Đào Công Biển, sinh năm 1979. Cả ba đều trú ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú. Công an huyện đã bắt được Phước và Thiêm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Đỗ Xuân Thiêm đã bỏ trốn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ đã bàn giao cây cho chính quyền và nhân dân trong thôn để trồng lại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.